sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn hạch toán lô hàng nhập khẩu đầu tiên là invoice này. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta nhập lô hàng này từ công ty Sumitomo Tokyo các bạn nhé. Lô hàng này là một lô hàng nhập khẩu cái sản phẩm dung môi công nghiệp HCL. Chúng ta sẽ tiến hành hạch toán cái lô hàng này lên phần mềm kế toán MISA. Thì đầu tiên là đây là một lô hàng nhập khẩu cho nên là nó sẽ là một lô hàng mà phát sinh cái khoản phải trả ngoại tệ các bạn nhé. Như vậy là cái tài khoản 331 của chúng ta ấy, là các bạn sẽ phải mở chi tiết cho các cái tài khoản ngoại tệ này. Bởi vì theo quy định của luật kế toán thì đối với những cái khoản mà bằng ngoại tệ ấy, thì chúng ta phải tiến hành hạch toán kế toán riêng. Và chúng ta quy đổi sang tiền Việt Nam đồng theo cái tỷ giá quy định của thông tư 200. Tôi lấy ví dụ ở trên phần mềm kế toán MISA mà khi mà các bạn vào cái phần danh mục tài khoản đây này, thì nếu như mà công ty mà không phát sinh các cái nghiệp vụ xuất nhập khẩu, không phát sinh các cái khoản phải thu phải trả ngoại tệ ấy, thì các bạn tất cả các cái tài khoản này các bạn để hết ở đơn vị tiền Việt Nam đồng cũng ok. Nhưng mà nếu chúng ta ở các cái công doanh nghiệp mà có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu thì đối với những cái tài khoản phải thu như là 131 này, các bạn hạch toán riêng đồng ngoại tệ. Cho nên là tôi thấy rằng là chúng ta nên mở chi tiết thành các cái tài khoản 131 Việt Nam đồng và 131 USD các bạn nhé. Tương tự như vậy thì đối với cái tài khoản 331 cũng như thế. Cái tài khoản 331 là cái tài khoản phải trả cho nhà cung cấp nước ngoài đấy, thì chúng ta cũng sẽ mở riêng cho đồng đô la Mỹ. Và nếu như các bạn có phát sinh các cái loại ngoại tệ khác như là nhân dân tệ hoặc là tiền yên đấy, khi các bạn thanh toán nhập khẩu cho nhà cung cấp ở bên Nhật Bản, ở bên Trung Quốc vân vân, thì tôi nghĩ là các bạn cũng nên tạo thêm các cái tài khoản con là 3313 phải trả người bán yên, 3314 phải trả người bán nhân dân tệ chẳng hạn. Đó, bởi vì là chúng ta sẽ phải theo dõi chi tiết từng cái loại ngoại tệ này. Chúng ta còn liên quan đến hạch toán những cái khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán này, rồi là đến cuối năm khi các bạn lập báo cáo tài chính thì các bạn còn phải đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán theo từng loại ngoại tệ nữa. Thì ở đây tôi đã tạo sẵn cho hai cái tài khoản công nợ này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục tiến hành cái quy trình hạch toán kế toán nhé các bạn. Chúng ta sẽ để ý xem là cái lô hàng này, cái payment term của nó như thế nào. Tôi lấy ví dụ ở trong cái lô hàng này, các bạn có thể đọc thấy ở thông tin ở trên commercial invoice, thanh toán trả trước 30% đúng không ạ, ở cái phần payment term, và 70% còn lại thì sẽ trả sau, ngay sau khi công ty bạn nhận được cái tờ vận đơn đấy. Các bạn có thể kiểm tra ở trên cái mục purchase order, nó cũng sẽ có cái thông tin về cái mục thanh toán này ngay từ đầu khi hai bên thương thảo với nhau. Đây ạ, ở payment term ở trên purchase order, tức là cái đơn đặt hàng, cũng ghi rõ là thanh toán trả trước 30% và 70% thì trả sau. Như vậy là quy trình hạch toán kế toán sẽ đi theo 3 bước các bạn nhé. Bút toán kế toán đầu tiên là chúng ta sẽ thanh toán 30% trước này. Sau đó các bạn sẽ nhập lô hàng này lên phần mềm MISA vào phân hệ tăng tài sản lên. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi hạch toán với bút toán trả tiền nốt 70% còn lại. Thế thì chúng ta sẽ đi theo tuần tự như thế. Bây giờ tôi sẽ đi thu hạch toán với bút toán thanh toán trả trước 30%. Thì đối với cái việc thanh toán này thì các bạn kiểm tra ở cái sao kê ngân hàng các bạn nhé. Ở đây là chúng ta thanh toán bằng đồng đô la Mỹ cho nên là chúng ta sẽ tìm đến cái sao kê tài khoản ngân hàng. Công ty này là người ta thanh toán luôn từ tài khoản đô la Mỹ này. Chúng ta đọc thấy thông tin là ngày mùng 2 tháng 1 là chúng ta thanh toán 30% trả trước là 9.216,9 đô la Mỹ đấy ạ. Và cái 70% trả sau là chúng ta thanh toán vào ngày 20 tháng 1. Thì bây giờ tôi sẽ đi thu hạch toán cái bút toán trả trước 30% này ạ. Đây 30% này, chúng ta sẽ vào phần mềm MISA. Chúng ta sẽ vào phần ngân hàng, sau đó chúng ta sẽ vào phần chi tiền ạ. Ở tài khoản chi này chúng ta sẽ chi từ tài khoản USD các bạn nhé. Thế nên chúng ta sẽ chọn tài khoản USD. Đối tượng chi ở đây là Sumitomo. Tôi đã tạo đối tượng rồi. Trong trường hợp mà các bạn kiểm tra đánh ở đây là Sumitomo mà nó chưa có ấy, thì tức là các bạn kiểm tra mà chưa có đối tượng thì các bạn sẽ tạo đối tượng mới ở dấu cộng ạ. Ở cái phần nội dung thanh toán thì tôi sẽ ghi rõ là thanh toán trả trước 30% giá trị đơn hàng nhập khẩu theo BO số AC20XX gạch ngang BO gạch ngang 001. Ở phần ngày toán thì các bạn chọn là ngày mùng 2 tháng 1. Ở phần loại tiền thì các bạn chọn là loại tiền USD ạ. Ở cái phần tỷ giá ấy, thì tôi hướng dẫn các bạn nhé. Trong cái bút toán này chúng ta sẽ hạch toán là nợ tài khoản 331 và có tài khoản 112. Vì nó là bút toán ngoại tệ cho nên là chúng ta sẽ phải tuân thủ theo cái nguyên tắc ghi nhận ngoại tệ của thông tư 200 ạ. Đối với cái bút toán nợ 331 ấy, thì chúng ta sẽ tìm, các bạn có thể tìm đọc cái quy định ở thông tư 200 điều 51 tài khoản 331 ạ.
thì ở đây người ta đã quy định rõ là doanh nghiệp thì phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả cho người bán theo từng loại ngoại tệ. Đó, đối với các khoản ngoại tệ mà phải trả thì chúng ta sẽ thực hiện theo quy tắc như sau. Nếu như phát sinh các khoản nợ phải trả cho người bán bên có của 331 bằng ngoại tệ thì kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh. Ở đây sẽ là tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch. Công ty này thì người ta sử dụng tài khoản Techcombank cho nên chúng ta sẽ tìm đến tỷ giá bán ra của ngân hàng Techcombank người ta công bố tại cái ngày phát sinh giao dịch các bạn nhé. Riêng cái trường hợp mà ứng trước cho nhà thầu hoặc là người bán đó thì khi đủ điều kiện ghi nhận là tài sản hoặc chi phí thì bên có của 331 sẽ áp dụng tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã ứng trước ạ. Như vậy là trong cái trường hợp này là chúng ta ứng trước tiền nhé. Thế cho nên là cái 30% này này mà sau này các bạn ghi nhận vào tăng hàng tồn kho lên ấy, thì cái 30% này tương ứng với cái số mà các bạn ghi tăng tồn kho 30% của cái hóa đơn đấy. Các bạn cũng sẽ sử dụng cái tỷ giá bán ra tại cái ngày mà chúng ta trả trước này. Các bạn hiểu không ạ? Đó, còn có 112 thì đối với có 112 ngoại tệ này thì chúng ta sẽ áp dụng cái quy định tại điều 13 tài khoản 112 của thông tư 200 năm 2014 có quy định rõ là bên có của tài khoản 112 ngoại tệ này chúng ta sẽ áp dụng tỷ giá bình quân gia quyền các bạn nhé. Cái cách tính tỷ giá bình quân gia quyền của tài khoản 112 này thì các bạn có thể tham khảo chi tiết ở trong thông tư 200. Còn ở trên phần mềm MISA thì MISA sẽ tính tự động và chạy tự động. Cho nên là các bạn sẽ chỉ cần nhập cái tỷ giá của nợ 331 vào đây thôi. Còn khi có 112 này, khi xong hết các bút toán rồi thì chúng ta vào phần phân hệ tổng hợp chúng ta tính tỷ giá ghi sổ thì MISA nó sẽ tự động tính ra cái tỷ giá ghi sổ theo đúng cái quy định của thông tư 200 này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đến cái tỷ giá bán ra ngày mùng 2 tháng 1 của ngân hàng Techcombank ạ. Các bạn có thể tìm kiếm ở trên mạng internet hoặc là các bạn có thể yêu cầu ngân hàng của các bạn là ngân hàng Techcombank để người ta gửi thông tin về tỷ giá về cái email cho các bạn để các bạn cập nhật hàng ngày nhé. Đây ạ, tôi lấy ví dụ ngày mùng 2 tháng 1 đấy ạ. Ngày mùng 2 tháng 1 đây là trang web của ngân hàng Techcombank mà tôi copy về thì các bạn có thể kiểm tra thấy là tỷ giá mua có hai cột này, tỷ giá bán có hai cột. Chúng ta sẽ sử dụng tỷ giá bán chuyển khoản các bạn nhé. Ở đây là chúng ta nhìn thấy là nếu như mà chúng ta mua ít đô thì tỷ giá ngân hàng công bố khác mà nhiều đô thì tỷ giá ngân hàng công bố sẽ khác. Chúng ta sẽ chọn cái mục cuối cùng này ạ là 24486. 24486 để chúng ta điền vào đây là tỷ giá bán ra ngày mùng 2 tháng 1 các bạn nhé. 24486 ạ. Nợ ở đây là 331. Các bạn chọn đúng là đô la Mỹ nhé. Số tiền ở đây sẽ là 9 216,9 ạ. Rồi, tỷ giá xuất quỹ các bạn không điền nhá. Visa phần mềm sẽ tự tính. Xong rồi, bây giờ tôi sẽ cắt đi.